Máy 4LZ 1.5 Sky nhá. Tại cánh đồng trồng lúa DS1 của Trà Vinh nhá. Máy thì làm rất tốt này, đi lầy rất ok này. Máy làm ở ruộng vuông tôm này. Đấy. Máy đã làm gần qua một vụ rồi mà còn nhìn còn rất là sáng. Máy 1.5 Sky thì năm nay bảo hành rất là tốt về vấn đề là chất lượng. Máy làm rất khỏe. Cái rơm của nó không bị mắc ở đầu bao giờ, chúng ta nhìn thấy không? Cái ga nó ngang ấy. Chúng ta nhìn thấy không? Cái rơm của đầu kia không bao giờ nó mắc đi. Khi ga nó thấp, nó quanh, nó mắc đi cái rơm. Đấy, chúng ta nhìn được biết mà. Đấy, nhìn đây, bây giờ nó đi đủ cao, đủ ga cao thì nhìn nó phọt ra cái kia, nhìn thấy không? Rơm đầu kia không bao giờ nó bị mắc. Đấy, ga này là ga vừa, ga đủ đấy. Cái này nó đi cơ, đi ga thấp.